hiện nay đang là phó trưởng khoa công tác đội của trường đoàn Lý Tự Trọng. Hôm nay rất là vui khi được gặp các bạn và chúng ta cùng trao đổi về nghi thức đội. Đây là một chủ đề rất được nhiều bạn quan tâm, rất nhiều bạn chú ý. Về nghi thức đội, tôi đã có quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và tôi rút ra được có 3 cái kinh nghiệm mà tôi hay thường đùa rằng có 3 bí quyết để làm sao thực hiện nghi thức đội. Nó thật là chuẩn, thật là đẹp và mang đầy đủ ý nghĩa của nghi thức đội để dành cho các em đội viên, các em thiếu nhi. Và hôm nay tôi chia sẻ với bạn 3 bí quyết đó. Đó là nghi thức đội là một phương tiện giáo dục của đội dành cho tất cả các em thiếu nhi. Khi chúng ta tâm niệm rõ việc này, quán triệt rõ được cái khái niệm, cái quan điểm rằng nghi thức đội là một phương tiện giáo dục của đội, thì lúc này chúng ta sẽ có những cái cẩn trọng hơn trong lời nói khi mà chúng ta diễn giải, khi chúng ta dạy cho các em thiếu nhi. Tôi có thể nói các bạn một ví dụ minh họa như sau. Đó rằng chúng ta ai cũng biết rằng các em đội viên của như mình sẽ thường mang trên vai mình cái khăn quàng đỏ thắm thế này. Không ạ? Khăn quàng là phần của lá cờ tổ quốc. Vậy màu đỏ tượng trưng cho điều gì? Khi tôi đặt câu hỏi này với tất cả các lớp tập huấn, gần như 99% các bạn học sinh, các em đội viên và cả các thầy cô giáo phụ trách đội cũng đều nói với tôi rằng màu đỏ tượng trưng cho máu. Máu của ai ạ? Máu của anh hùng. Máu của ai ạ? Máu của liệt sĩ. Máu của ai ạ? Máu của chiến sĩ. Thưa các thầy cô, khi chúng ta nói như vậy thì học trò sẽ đặt lại câu hỏi: ô thầy ơi, cô ơi, con mang khăn quàng đến trường, vậy hóa ra là con đang mang khăn máu tới trường à? Như vậy đó không phải là ý nghĩa giáo dục của đội dành cho các em thiếu nhi. Chúng ta phải thấy một chuyện rằng khăn quàng là một phần của lá cờ tổ quốc, mà màu đỏ tượng trưng cho lý tưởng cách mạng. Cũng tương tự như vậy, màu đỏ của lá cờ đội là tượng trưng cho truyền thống cách mạng. Niềm tin đặt lên vai các em trọng trách, nghĩa vụ để trở thành người con ngoan trò giỏi, trở thành cháu ngoan Bác Hồ, khăn quàng là một phần của lá cờ tổ quốc. Đó là màu đỏ tượng trưng cho lý tưởng cách mạng. Và bí quyết số 2 tôi muốn chia sẻ vô cùng với các bạn, đó là tất cả mọi động tác của nghi thức đội, động tác cá nhân tại chỗ, động tác cá nhân di động, tất cả đều thuận theo tự nhiên của cơ thể. Tôi ví dụ như sau, thầy cô có thể biết rằng khi chúng ta so hàng, khẩu lệnh đầu tiên chúng ta là nhìn trước thẳng. Vậy khi nhìn trước thẳng là tay mình xếp xuống đất hay tay mình sẽ đưa thẳng đứng lên? Rất nhiều thầy cô và các em đội viên khi thực hiện việc này cũng rất là băn khoăn và suy nghĩ và hỏi nhau, vậy thuận theo tự nhiên cơ thể là gì ạ? Chúng ta cùng quan sát, tay mình đang ốp vào thân người, đây là tư thế tự nhiên của người chúng ta khi đứng nghiêm. Vậy khi đưa tay lên, tay mình sẽ sao ạ? Thẳng ở thân người, đang ốp vào trong người đây đúng không ạ? Đấy, đó là bước thuận theo tự nhiên. Mọi động tác của nghi thức đội chúng ta đều thuận theo tự nhiên của cơ thể. Và chúng ta sẽ cùng quan sát các bạn của đội thực hiện việc này như thế nào ạ? Bên phải, quay. Nhìn trước, thẳng. Các bạn có thể thấy rằng hiện nay tay các bạn này đang đưa lên và thuận theo tự nhiên cơ thể là sao ạ? Đưa từ hông, đưa lên và tay mình sẽ đứng. Lòng bàn tay sẽ đứng thẳng lên. Thôi! Bên trái, quay. Và với bây giờ, câu hỏi tiếp theo, chúng ta đang đứng hàng ngang. Vậy khi chúng ta giơ tay so hàng ngang với cự ly động, theo các bạn là tay mình sẽ đứng lên hay tay mình sẽ úp xuống? Tôi biết chắc rằng lúc này gần như 100% các bạn sẽ đã có câu trả lời cho mình, đó là thuận theo tự nhiên cơ thể. Vậy lòng bàn tay sẽ hướng xuống mặt đất và chúng ta cùng xem bạn của đội thực hiện việc này như thế nào nhé. Nghiêm, cự ly động nhìn chuẩn, thẳng. Bạn thấy rằng lúc này tay dang ngang, lòng bàn tay đang hướng xuống mặt đất. Như vậy rõ ràng tất cả động tác đang thuận theo tự nhiên của cơ thể. Thôi, nãy giờ là so hàng, vậy bây giờ đến với yêu cầu đội viên. Tôi có thể minh chứng ví dụ như động tác là tháo khăn quàng. Như bạn, theo bạn tay mình sẽ ốp xuống hay tay mình sẽ đứng lên để ôm cái khăn? Và câu trả lời cũng là bí quyết số 2 tôi chia sẻ nãy giờ với các bạn. Tất cả đều thuận theo tự nhiên của cơ thể. Vậy mình xem tự nhiên của cơ thể là như thế nào. Tháo khăn. Bạn có thể thấy rằng hiện nay tay các bạn mình sẽ kéo ra, rút ra và tay mình sẽ chếch về bên tay phải một góc khoảng 30 độ, đó cũng là thuận theo tự nhiên. Và tay mình cũng sẽ hướng xuống mặt đất.
À, nó khác với hồi trước, có nhiều bạn thấy rằng tay mình sẽ lật lên thế này nhưng nó không phải tự nhiên cơ thể mình. Mà hiện nay khi kéo căng ra, con thấy rằng tay mình, lòng bàn tay sẽ hướng xuống mặt đất. Đây là minh chứng thứ hai của tôi về câu chuyện một bí quyết số 2, đó là gì ạ? Tất cả mọi động tác của nghi thức đội đều thuận theo tự nhiên của cơ thể. Và bí quyết số 3 tôi muốn chia sẻ với các bạn, đó là khi đánh giá việc thực hiện rèn luyện nghi thức đội, chúng ta sẽ phải có những tiêu chí cụ thể, và đó là ba tiêu chí: đúng, đều và đẹp. Trong đó tiêu chí đúng là tiêu chí quan trọng nhất. Theo kinh nghiệm của tôi, nó thường chiếm 50% số điểm. Vì sao ạ? Vì làm gì làm chúng ta